hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 đang khổ bỗng gặp thời phất mạnh, trả sạch nợ nần, đổi đời vào nước két trong tháng 10 âm lịch. Dân quý vị thân mến, cao nhân xưa có dạy, nhân vô thập toàn sự vô hoàn mỹ, thế nên sống ở đời có người thì khẳng khái, độ lượng, bao dung, nhưng cũng có kẻ suốt ngày quanh co, sau đó tính toán. Có những việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi, thế giới rộng lớn, lòng người khó đoán. Thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ác cũng là điều dễ hiểu. Trời đã định sẵn, trong số 12 con giáp có tuổi Kỷ Hợi mang mệnh đắc tài phú quý quý, nhưng cuộc đời lắm chông gai. Trên con đường dẫn tới thành công, họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Trong những năm qua, con giáp này liên tiếp gặp hạn đồ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần khắp chốn không trả nổi, cực khổ vô cùng. Nhưng nghèo khổ thế là quá đủ rồi. Theo lời tiên tri mới nhất của thần đồng tiên tri Ấn Độ cho biết, bước sang tháng 10 âm lịch năm 2024 này, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 chắc chắn là con giáp gặp thời đổi vận. Phất lên trông thấy công danh sự nghiệp vẹn toàn, tiền bạc đủ đầy, làm một hưởng mười, mua nhà tậu xe tiền tỷ khiến thiên hạ phát hờn ghen tị. Trong tháng 10 này còn đặc biệt ở chỗ Kỷ Hợi làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, mưu sự dễ thành, cầu được ước thấy, dù đang làm trong ngành nghề nào cũng thu về nguồn lợi khủng, khiến cả gia đình vui như trẩy hội. Thêm các tinh phù trợ con giáp này tránh được nhiều họa thị phi, tiểu nhân cũng không dám đến gần bạn nữa vì sợ gặp phải rắc rối. Đây là thời điểm tinh hoa trời đất hội tụ, thần tài đã nhắm trúng bạn là con giáp khổ tận cam lai, nên từ giờ bạn sẽ một bước lên tiên, túi tiền rủng rỉnh, vàng chất đầy két, giàu sang sung sướng suốt đời. Vậy vận trình tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 10 tới sẽ may mắn ra sao? Cần lưu ý điều gì để đón phúc vào nhà? Được thần tài độ mệnh, cao nhân chỉ đường, gặp nhiều may mắn, hanh thông thuận lợi, tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải ngay sau đây. Tiên tri chấn động, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 đang khổ bỗng gặp thời phất mạnh, trả sạch nợ nần, đổi đời vào nước két trong tháng 10 âm lịch. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 10 âm lịch năm 2024 sẽ trải qua nhiều biến động và thách thức. Với bản chất thông minh, vui vẻ và hài hòa, bạn luôn là người được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, tử vi dự báo rằng trong thời gian này, bạn thường xuyên cảm thấy do dự trước những quyết định quan trọng. Sự lưỡng lự này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn mà còn gây tác động đến tiến trình chung của tập thể. Bạn có thể cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên bước tiếp hay quay lại, và chính sự chần chừ này là nguyên nhân cản trở con đường thành công của bạn. Tháng 10 này, tử vi khuyên bạn nên tạm gác lại những ham muốn về danh lợi. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để theo đuổi những mục tiêu lớn lao về sự nghiệp hay tiền bạc, vì có thể bạn sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Thay vào đó, hãy dành thời gian để học hỏi từ sách vở, từ những kinh nghiệm quý giá của những người đã từng trải qua khó khăn. Đôi khi, những bài học từ quá khứ sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.
Một điểm quan trọng trong tháng này là bạn phải tự giúp chính mình, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ từ người khác, bởi vì bạn mới là người hiểu rõ mình nhất. Hãy dạch ra một tầm nhìn rõ ràng, xác định mục tiêu cụ thể và đặc biệt là chấp nhận rằng khó khăn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Khi đối mặt với thử thách, hãy chủ động tìm kiếm giải pháp thay vì chờ đợi phép màu. Chính ấn, một ngôi sao may mắn trong tử vi sẽ luôn ở bên bạn. Nhưng bạn cần phải kiên nhẫn, mọi thứ sẽ diễn ra chậm rãi, từng bước một. Nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, bạn sẽ gặt hái được thành quả đáng tự hào. Trong những tình huống tiêu cực, đừng vội buồn bã hay nản lòng. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, và chỉ khi bạn biết cách tìm ra những mặt tích cực từ khó khăn, bạn mới có thể trưởng thành. Không ai là hoàn hảo, và bạn cũng không cần phải tự áp đặt mình phải trở thành người giải quyết mọi rắc rối một cách toàn vẹn. Điều quan trọng là học cách đối mặt với mọi thứ bằng một tinh thần lạc quan và bình tĩnh. Về phương diện tình cảm, tháng này có thể bạn sẽ trải qua những cảm xúc khó diễn tả. Là người khá nhạy cảm, dễ đồng cảm với người khác, bạn có xu hướng đa tình, và chính điều này đôi khi khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát trái tim mình. Bạn có thể dễ bị cuốn vào một mối quan hệ nào đó, thậm chí cảm thấy khó lòng dừng lại. Nhưng hãy tỉnh táo và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về mặt tình cảm. Cảnh báo từ sao Thái Tuế cũng không nên bị xem nhẹ trong tháng này. Tai nạn bất ngờ có thể xảy ra, vì thế bạn cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi đi lại hoặc tham gia vào những hoạt động có nguy cơ cao. Trong công việc, hãy tập trung vào những chi tiết nhỏ, không nên vội vàng hay lơ là. Khi xuất hành xa, hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ để đảm bảo an toàn. Tóm lại, tháng 10 âm lịch năm 2024 là thời điểm mà tuổi Kỷ Hợi cần phải thận trọng và sáng suốt. Dù có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu biết cách đối mặt với chúng bằng sự kiên nhẫn và nỗ lực, bạn vẫn sẽ có cơ hội gặt hái những thành quả xứng đáng. Hãy tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng cho những thay đổi tích cực. Tử vi tài lộc tuổi Kỷ Hợi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Trong tháng 10 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ trải qua những biến động không ngừng, khó lường, với sự xuất hiện của sao Tứ Lục nhập cung chính đông. Dòng chảy vận khí của bạn trở nên thất thường, chỉ mới vừa thấy tài lộc thuận lợi, tình hình có thể đột ngột đổi chiều, khiến mọi kế hoạch tài chính của bạn rơi vào tình trạng bất ổn. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự cảnh giác và cẩn thận luôn là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản. Khi túi tiền đầy đặn, nhiều người thường bị cám dỗ bởi sự chi tiêu, thích mua sắm những món đồ xa xỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Tuy nhiên, tháng này lại yêu cầu bạn phải có sự tỉnh táo và tiết chế. Điều bạn học được trong giai đoạn này chính là việc lên kế hoạch tài chính cẩn thận. Hãy để ra một khoản tiền tiết kiệm phòng hở cho những rủi ro bất ngờ, bởi vận may không phải lúc nào cũng kéo dài. Đừng để sự đam mê với một món đồ nào đó khiến bạn rút sạch túi tiền đã dày không tích lũy. Hãy xem số tiền tiết kiệm này như một chiếc phao cứu sinh, giúp bạn vượt qua những đợt sóng bất ngờ của cuộc đời. Trong tháng này, việc thực tế và lý trí trong các giao dịch tài chính sẽ là chìa khóa thành công cho bạn. Các quyết định kinh doanh cần được xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng nóng vội hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời. Dù có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện, bạn cũng cần phân tích một cách thận trọng, đánh giá kỹ càng về tiềm năng lợi nhuận cũng như rủi ro. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có và giữ cho dòng tiền của mình luôn trong tình trạng an toàn. Đối với những người tuổi Kỷ Hợi đang không ngừng tìm kiếm cơ hội làm ăn mới, tháng này có thể là thời điểm để bạn bắt đầu xây dựng một nền tảng kinh doanh vững chắc. Các dự án mới có khả năng mang lại nguồn lợi nhuận ổn định, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ. Lợi nhuận không đến ngay lập tức, nhưng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bạn sẽ thấy rằng những nỗ lực của mình bắt đầu đơm hoa kết trái. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch năm 2024 là thời điểm mà tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng. Dù vận may có đến, nhưng nếu không biết cách quản lý, tài sản có thể dễ dàng tuột khỏi tầm tay. Hãy nhớ rằng, tiền bạc không chỉ là công cụ để thỏa mãn những mong muốn nhất thời, mà còn là nguồn lực để bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn. Việc bạn biết cách kiểm soát và tích lũy sẽ quyết định sự bền vững của tài chính trong tương lai. Tháng này, hãy đề cao tính thực tế, tránh xa những cám dỗ vật chất không cần thiết và dành thời gian để hoạch định cho sự phát triển dài hạn. Bạn sẽ không chỉ bảo vệ được những gì mình đã có, mà còn tạo dựng được một nền móng tài chính vững chắc cho những năm tháng sắp tới.
Tử vi sức khỏe tuổi Kỷ Hợi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Tháng 10 âm lịch với nhiều bận rộn và áp lực công việc, chính là thời điểm người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 cần đặt sức khỏe lên hàng đầu. Giai đoạn này không chỉ đơn thuần là những thay đổi về mặt thể chất, mà sức khỏe tinh thần cũng đang gánh chịu những tác động không nhỏ. Đôi khi, bạn có thể cảm thấy công việc, gia đình và cuộc sống hàng ngày tạo nên một áp lực vô hình, khiến tinh thần trở nên căng thẳng mà chính bạn cũng không nhận ra. Điều quan trọng nhất trong tháng này là bạn phải học cách lắng nghe cơ thể mình. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực hoặc lo âu chiếm lấy tâm trí, bởi chúng có thể là nguồn cơn dẫn đến những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Bạn có thể cảm thấy mình vẫn đang kiểm soát mọi thứ tốt, nhưng thực tế, những mệt mỏi về tinh thần đang dần ăn mòn năng lượng của bạn. Lời khuyên cho bạn là hãy dành thời gian cho bản thân, tìm đến những phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng như yoga hoặc thiền định. Những phương pháp này không chỉ giúp bạn thanh lọc tâm trí mà còn cải thiện tinh thần, giúp bạn đối diện với cuộc sống một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn. Trong tháng này, bạn cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn sống, lạnh hoặc các món ăn bổ béo, khó tiêu có thể gây tổn thương cho tỳ và dị, dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, sức khỏe đường ruột ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cơ thể. Do đó, việc lựa chọn những thực phẩm dễ tiêu và bổ dưỡng là điều cần thiết. Đừng chỉ chú trọng đến việc thưởng thức món ăn ngon, mà hãy quan tâm đến cách mà cơ thể phản ứng với những gì bạn ăn. Ngoài ra, tháng này có sự ảnh hưởng của Thái Tuế, vì thế, bản mệnh cần cẩn trọng hơn khi di chuyển, đặc biệt là khi xuất hành xa. Đừng vì quá bận rộn hoặc quá vội vàng mà bỏ qua sự an toàn của bản thân. Việc chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình đi lại, đặc biệt là khi bạn lái xe hoặc tham gia các hoạt động giao thông, sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ gặp phải các sự cố không mong muốn. Tóm lại, tháng 10 âm lịch năm 2024 không chỉ là thời điểm để bạn tập trung vào sự nghiệp hay tài lộc, mà còn là lúc để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Cơ thể và tinh thần đều cần sự quan tâm đặc biệt trong giai đoạn này. Đừng để những áp lực công việc hay cuộc sống cuốn bạn đi mà quên mất việc nghỉ ngơi. Thư giãn, hãy dành thời gian để tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn và luôn nhớ rằng sức khỏe chính là nền tảng quan trọng nhất cho mọi thành công. Tử vi tình duyên tuổi Kỷ Hợi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Tháng 10 âm lịch này, người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ cảm nhận được sự biến chuyển mạnh mẽ trong đời sống tình cảm nhờ vào sự ưu ái đặc biệt từ vũ trụ. Những vì sao chiếu mệnh đang mang lại cho bạn cơ hội để thăng hoa trong tình yêu, làm mới lại các mối quan hệ. Với những ai đang độc thân, một nửa kia có thể bất ngờ xuất hiện, khiến bạn không khỏi bồi hồi và choáng ngợp. Người bạn đã mong chờ bấy lâu sẽ đến vào lúc bạn ít ngờ nhất, mang theo sự ấm áp, thấu hiểu mà bạn luôn tìm kiếm. Tình yêu lúc này như một ngọn lửa âm ỉ cháy, sưởi ấm trái tim bạn sau những ngày dài cô đơn. Đối với những người đã có đôi, tháng này là cơ hội để cả hai cùng nhau điều chỉnh lại cách giao tiếp, tạo ra một mối quan hệ cân bằng và hài hòa hơn. Dù tình yêu đã qua nhiều thử thách, nhưng chính lúc này lại là thời điểm bạn nên nhìn nhận lại cách cư xử của mình. Đôi khi, việc quá lý trí, luôn tìm cách kiểm soát hay yêu cầu từ đối phương sẽ làm mất đi sự tự nhiên trong tình yêu. Nếu bạn biết lùi bước, biết bao dung hơn cho những thiếu sót của người bạn đời, tình cảm sẽ trở nên dễ chịu và sâu sắc hơn. Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng cần phân định rạch ròi giữa đúng và sai, giữa trắng và đen, những cuộc tranh luận hay bất đồng sẽ luôn tồn tại. Nhưng thay vì tìm cách giành chiến thắng, hãy chọn cách nhượng bộ, đặt mình vào vị trí của đối phương. Điều này không chỉ giúp bạn giữ được sự hòa thuận trong mối quan hệ, mà còn làm cho tình yêu trở nên bền vững hơn theo thời gian. Hãy nhớ rằng, tình yêu không phải là cuộc chiến để phân thắng bại, mà là sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Bên cạnh đó, tháng này còn mang đến cho bạn cơ hội để làm mới tình cảm, tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn mà cả hai có thể cùng trải qua. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để xây dựng lại sự gần gũi, tăng cường kết nối với người bạn đời bằng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Một bữa tối ấm cúng, một cuộc trò chuyện chân thành hay một cái ôm đúng lúc có thể làm tan biến mọi khúc mắc trong lòng cả hai. Tóm lại, tháng 10 âm lịch năm 2024 là thời điểm để người tuổi Kỷ Hợi đón nhận những điều tốt đẹp trong tình duyên. Tình cảm sẽ nở hoa nếu bạn biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc cho mối quan hệ của mình. Hãy trân trọng và giữ lấy những giây phút bình yên bên người bạn yêu thương,
bởi đó chính là nguồn năng lượng giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp các bác đón lành tránh dữ và làm giàu thành công các bác nhé. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch mang đến cho tuổi Kỷ Hợi những khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng cũng không kém phần thử thách. Bạn sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ từ chính ấn, nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Đây là thời điểm bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và hướng đến những hành động cụ thể. Trong công việc, có thể bạn sẽ gặp phải vài khó khăn nhỏ, nhưng nếu bạn kiên trì và tập trung, thành quả sẽ đến một cách chắc chắn. Tài lộc trong tuần này có sự biến động, đôi khi lên, đôi khi xuống thất thường. Những khoản tiền nhỏ có thể bất ngờ đến, nhưng cũng có thể tiêu tán nhanh chóng nếu bạn không quản lý tài chính cẩn thận. Lời khuyên dành cho bạn là hãy để ra một khoản tiền tiết kiệm ngay khi có cơ hội, để phòng ngừa cho những tình huống bất ngờ. Về tình duyên, đây là tuần mà người tuổi Kỷ Hợi nên mở lòng hơn với những mối quan hệ xung quanh. Nếu bạn đang độc thân, đừng ngần ngại gặp gỡ và kết bạn mới. Cơ hội để tìm thấy một người bạn đồng hành không xa và bạn cần sẵn sàng đón nhận. Những người đã có đôi cần chú ý lắng nghe đối phương nhiều hơn, đừng để những hiểu lầm nhỏ làm ảnh hưởng đến tình cảm. Về sức khỏe, tuần này có thể xuất hiện một số dấu hiệu mệt mỏi do căng thẳng công việc. Đừng để mình bị cuốn vào guồng quay bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Yoga hoặc thiền định sẽ là phương pháp tốt giúp bạn cân bằng lại tinh thần. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch mở ra nhiều cơ hội mới cho người tuổi Kỷ Hợi, đặc biệt là trong công việc, bạn có thể nhận được lời mời hợp tác hoặc cơ hội thăng tiến. Nhưng hãy cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, đôi khi những điều tốt đẹp không đến dễ dàng và bạn cần đánh giá kỹ lưỡng trước khi cam kết với bất kỳ dự án nào. Vận tài lộc trong tuần này cũng có dấu hiệu khởi sắc, tuy không phải là khoản tiền lớn, nhưng những cơ hội tài chính nhỏ lại xuất hiện đều đặn. Điều quan trọng là bạn biết nắm bắt thời cơ và tận dụng mọi nguồn lực mình có để tối ưu hóa lợi nhuận. Về mặt tình cảm, tuần này có thể mang đến một chút căng thẳng trong mối quan hệ của bạn, đặc biệt là với những người đã có gia đình. Sự khác biệt về quan điểm sống có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những cuộc tranh luận không đáng có. Hãy kiên nhẫn và lắng nghe đối phương để hiểu rõ hơn vấn đề, thay vì cố gắng giành phần thắng về mình. Sức khỏe của bạn trong tuần này cần được chú ý hơn. Những thay đổi thời tiết có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Vì vậy, hãy giữ ấm cơ thể và bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Đừng quên dành thời gian thư giãn, tránh để căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch là thời điểm người tuổi Kỷ Hợi cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi trong vận trình. Đây là tuần mà bạn cần chủ động hơn trong mọi lĩnh vực, từ công việc đến đời sống cá nhân. Công việc có thể diễn ra chậm hơn so với mong đợi, nhưng đừng vì thế mà nản lòng. Chính những lúc khó khăn sẽ là thời điểm bạn tích lũy kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh của mình. Tài chính trong tuần này không quá khả quan, có thể bạn sẽ phải đối mặt với một vài khoản chi ngoài dự kiến. Điều này yêu cầu bạn phải lên kế hoạch tài chính chặt chẽ hơn, đồng thời tránh xa những quyết định đầu tư mang tính rủi ro cao. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm. Về tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có thể trải qua một vài thử thách. Có thể bạn cảm thấy đối phương thiếu sự quan tâm, nhưng thay vì trách móc, hãy thử cùng nhau trò chuyện để hiểu rõ hơn về cảm xúc của cả hai. Những người độc thân trong tuần này cũng cần kiên nhẫn hơn trong việc tìm kiếm người bạn đồng hành, đừng quá vội vàng. Sức khỏe trong tuần thứ 3 cần được quan tâm đặc biệt. Bạn có thể gặp phải tình trạng mệt mỏi, căng thẳng tinh thần do áp lực công việc và cuộc sống. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe. Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuần cuối của tháng 10 âm lịch, người tuổi Kỷ Hợi sẽ cảm nhận được sự kết thúc của một chu kỳ đầy thăng trầm và chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới với nhiều hy vọng hơn. Công việc dần đi vào quỹ đạo ổn định, bạn có thể nhìn thấy kết quả từ những nỗ lực của mình. Đây là lúc bạn có thể thả lỏng một chút,
tận hưởng những thành tựu nhỏ trước khi tiếp tục hành trình chinh phục mục tiêu lớn hơn. Tài lộc trong tuần cuối có phần khởi sắc, nhưng bạn vẫn nên duy trì sự cẩn trọng trong chi tiêu. Những khoản tiền bất ngờ có thể xuất hiện, nhưng cũng có những chi phí phát sinh không ngờ tới. Lời khuyên cho bạn là hãy sử dụng tài chính một cách thông minh, ưu tiên những nhu cầu thiết yếu và dành phần còn lại cho việc tiết kiệm. Tình duyên trong tuần này có sự hòa hợp hơn, những hiểu lầm, tranh cãi trong mối quan hệ sẽ dần được giải quyết, mang lại sự yên bình cho cả hai. Nếu bạn biết cách nhún nhường và lắng nghe, mối quan hệ sẽ trở nên sâu sắc hơn. Với những người độc thân, đây là thời điểm bạn có thể gặp được người đặc biệt, nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cần phải vội vã. Sức khỏe trong tuần này có dấu hiệu phục hồi sau những căng thẳng trước đó. Tuy nhiên, bạn vẫn cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tránh xa những yếu tố gây căng thẳng. Nếu có thể, hãy dành thời gian cho bản thân, đi dạo hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời để cải thiện tinh thần. Tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959, hành trình tìm hiểu về mệnh, phong thủy và vận mệnh cuộc đời. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, mệnh bình địa mộc, cây mộc đất bằng, khắc sa trung kim, con nhà thanh đế, phú quý, xương con heo, tướng tinh con gấu, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Theo phong thủy, Phật A Di Đà là vị thần bảo hộ của những người tuổi Kỷ Hợi, ngài mang đến sự bình an, hóa giải những vận hạn, giúp người đeo vượt qua khó khăn. Vì thế, mang theo tượng Phật A Di Đà bên mình hoặc thờ ngài trong nhà sẽ giúp cuộc sống người tuổi Kỷ Hợi thêm phần may mắn, thịnh vượng. Không chỉ có Phật bản mệnh, người tuổi Kỷ Hợi còn có thể sử dụng những loại đá quý phong thủy để gia tăng tài lộc và bảo vệ bản thân khỏi năng lượng tiêu cực. Đá thạch anh trắng, thạch anh khói và đá mắt hổ tâm vàng tươi là những loại đá phong thủy phù hợp nhất cho người mệnh thổ. Đá thạch anh nâu giúp giảm căng thẳng, xua tan lo âu và tăng cường sự tập trung. Trong khi đó, đá thạch anh khói là loại đá bảo vệ, giúp người mang có được sự bình an. Nhất là khi đi xa, đá mắt hổ tâm vàng tươi không chỉ là vật phẩm hộ mệnh, mà còn giúp kích thích lòng tin, mang lại sự tự tin và sinh khí mạnh mẽ. Kỷ Hợi 1959 hợp với tuổi nào? Bí quyết để có cuộc sống hạnh phúc và hòa hợp. Trong mối quan hệ xã hội, tuổi Kỷ Hợi thường rất hợp với những người tuổi Mão và Mùi, tạo nên một tam hợp vô cùng ăn ý. Những người tuổi này khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên những mối quan hệ bền vững, tình yêu nồng nàn và công việc thuận lợi. Đặc biệt, sự kết hợp giữa tuổi Kỷ Hợi và tuổi Mùi, con dê, là một trong những cặp đôi lý tưởng, mang lại sự gắn kết lâu dài và hạnh phúc. Tuy nhiên, người tuổi Kỷ Hợi cần cẩn trọng khi tiếp xúc với những người tuổi Dần, Thân và Tỵ. Đây là những tuổi thuộc tứ hành xung với Hợi, khiến cho mối quan hệ giữa họ thường xảy ra bất hòa, xung đột. Đặc biệt, khi sự tranh chấp và bảo vệ quan điểm cá nhân trở nên quá gay gắt, những mối quan hệ này dễ đi vào bế tắc. Phong thủy hỗ trợ cuộc sống, vận mệnh và may mắn cho tuổi Kỷ Hợi 1959. Người xưa thường nói, nhất vận, nhì mệnh, tam phong thủy, ý muốn nhấn mạnh rằng, phong thủy là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc cải thiện vận mệnh. Đối với người tuổi Kỷ Hợi, việc áp dụng phong thủy đúng cách sẽ giúp họ hóa giải những khó khăn, thu hút tài lộc và gia tăng sự may mắn. Để kích hoạt tài lộc, người tuổi Kỷ Hợi nên bố trí không gian sống và làm việc sao cho hợp với mệnh kim của mình. Sử dụng trang sức, đá phong thủy có màu sắc tương hợp và tương sinh với bản mệnh sẽ là một cách hữu hiệu để tăng cường năng lượng tích cực. Bên cạnh đó, việc thờ cúng Phật A Di Đà, đeo vật phẩm hộ mệnh và thỉnh các loại đá phong thủy phù hợp sẽ giúp người tuổi Kỷ Hợi duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Người tuổi Kỷ Hợi 1959 với mệnh thoa xuyến kim, mang trong mình sự mạnh mẽ, kiên định và tinh tế. Họ không chỉ cần quan tâm đến việc phát triển bản thân, mà còn cần tìm hiểu và áp dụng những nguyên tắc phong thủy phù hợp để cuộc sống thêm phần thuận lợi, bình an. Việc hiểu rõ về mệnh, màu sắc hợp phong thủy và những mối quan hệ tương hợp, tương khắc sẽ là chìa khóa giúp người tuổi Kỷ Hợi mở ra một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng. Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Hợi thân mến, thiện ác hữu báo, theo góc nhìn khoa học đã cho ta thấy rằng đó không chỉ ở dạng niềm tin mà từng là đề tài nghiên cứu cụ thể, mang lại giá trị lớn lao cho loài người, đặc biệt là cho những ai muốn sống lâu và khỏe mạnh. Quan niệm thiện ác hữu báo. Từ xa xưa chúng ta đã có quan niệm thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, để răn dạy con cháu mình hãy sống tốt. Thế nhưng,
ta vẫn thường chưa thấy ngay làm điều xấu sẽ phải nhận những hậu quả gì. Vì thấy kẻ tàn ác vẫn sống nhẫn nhơ nên nhiều người vẫn xem nhẹ lời khuyên này. Cho đến nay, hàng trăm hàng nghìn năm trôi qua, thiện ác hữu báo vẫn luôn được truyền miệng, lưu lại trong dân gian. Con người khi làm việc xấu, không đối xử tốt với ai, nếu đời này chưa thể chịu báo ứng ngay lập tức, thì rất có thể sẽ tiếp tục phải bồi hoàn ở đời sau, cho tới khi bồi hoàn hết thảy mọi nghiệp lực. Thiện ác hữu báo tồn tại độc lập, bất biến, không phụ thuộc hay thay đổi theo quan niệm của bất cứ tôn giáo nào. Thực tế đó là quy luật vận hành của tự nhiên. Theo đó, việc thiện chính là phù hợp với đặc tính tự nhiên nên được tồn tại dài lâu, ác vì đi ngược đặc tính của vũ trụ nên dần tiêu hao năng lượng và tan biến. Trên thực tế, trong cuốn Hoàng đế Nội Kinh, tác phẩm y học nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại đã nói: tỉnh thi tản thần, nóng thi tiêu vong, nghĩa là khi tinh thần con người ở trong trạng thái nhẹ nhàng, trầm tĩnh thì có thể tồn giữ chân khí trong tâm, được bình an, mang lại nhiều lợi lạc. Thiện ác hữu báo theo góc nhìn khoa học. Thiện ác hữu báo giờ đây không chỉ là quan niệm nữa, khi mà gần đây đã trở thành đề tài khoa học của UNEM, giáo sư ngành sinh mệnh luân lý học của trường đại học Case Western Reserve. Ông đã chế định một bản trắc nghiệm chi tiết và giám sát trường kỳ những người thích cho đi và những cách báo đáp khác nhau cho từng kiểu cho đi đó. Những người có trái tim nhân hậu, thích hành thiện, bố thí, quả thực có năng lực xã hội phán đoán và cảm xúc đều thăng hoa toàn diện. Dẫu chỉ là những hành động đơn giản như mỉm cười từ đáy lòng với người khác hay một nét mặt hài hước, thân thiện, cũng đều khiến nồng độ protein của tế bào miễn dịch có trong nước bọt tăng lên. Suốt một thời gian dài thu thập số liệu, họ tổng kết lại những thông tin khá bất ngờ, những hành động lương thiện của con người, khen ngợi, khoan dung, dũng cảm, hài hước, tôn trọng, đồng cảm, trung thành, cho thấy giữa sự cho đi và báo đáp có quá trình chuyển đổi bí mật với một nguồn năng lượng thần kỳ. Tức là khi một người cho đi thì năng lượng báo đáp đồng thời sẽ quay trở về người này theo các hình thức khác nhau. Tâm hồn giữ thiện niệm và suy nghĩ tích cực thì khỏe mạnh hơn. Những người sống thiện được cho là sống khỏe. Sống lâu là quan niệm được ghi chép lại một cách có hệ thống trong những cuốn sách cổ, và Khổng Tử cũng từng nói: nhân giả thọ, người có lòng nhân thường sống thọ. Mới đây, Đại học Gaddafi Anh và Trường Đại học Texas Mỹ đã có một nghiên cứu cùng về chủ đề này, và theo kết quả thống kê cho thấy, ở độ tuổi thiếu niên, những người từng phạm tội khá khỏe mạnh so với bạn bè cùng lứa, nhưng đến tuổi trung niên thì họ bệnh tật, nằm viện nhiều hơn so với những thiếu niên biết tuân thủ pháp luật ở cùng độ tuổi. Những người không phạm tội thường liên hệ với thói quen sinh hoạt và trạng thái tâm lý tốt hơn. Nghiên cứu của các nhà khoa học còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ khác. Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học chỉ ra rằng thiện và ác có những tần số năng lượng khác nhau, những đặc tính vật chất khác nhau. Khi trong tâm hồn người ta tồn giữ thiện niệm và suy nghĩ tích cực, thì cơ thể sẽ tiết ra một chất truyền dẫn giúp tế bào được khỏe mạnh, tế bào miễn dịch cũng trở nên hoạt bát hơn, bởi vậy người ta sẽ không dễ ốm đau, bệnh tật. Với những ai có tâm sáng, giữ trong mình những suy nghĩ thiện lành, thì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh một cách tự nhiên, mà có dùng thuốc men cũng không sánh được. Không chỉ hạn chế được bệnh tật mà những suy nghĩ lương thiện còn giúp con người trẻ hơn. Nghiên cứu khoa học hiện đại chứng minh rằng sau khi con người nhập tỉnh, đại não có thể quay trở lại trạng thái sóng điện của thời ấu thơ, khiến quá trình lão hóa tạm thời bị đảo ngược. Vậy nên, những người lương thiện quả thực thường sống khỏe mạnh và trường thọ, còn những kẻ hành ác lại phải chịu những giày vò về thể xác, từ đó sinh ra bệnh tật, cơ thể hao mòn, yếu ớt. Khi bước qua tuổi 50, tư tưởng tiêu cực khiến cơ thể phát sinh độc tố. Theo nghiên cứu chủ đề mối quan hệ xã hội ảnh hưởng như thế nào tới tỷ lệ tử vong, thực hiện trong vòng 9 năm của Đại học EU và Đại học California đã chỉ ra rằng, trong mẫu ngẫu nhiên 7.000 người, những người vui vẻ, giúp đỡ người khác và sống hòa hợp có trạng thái sức khỏe và tuổi thọ dự đoán tốt hơn nhiều so với những người luôn có ý nghĩ xấu, lòng dạ hẹp hòi và gây tổn hại tới lợi ích của người khác. Kết quả khác được tổng kết đó là tỷ lệ tử vong của những người mang ác tâm cao hơn người bình thường gần gấp đôi. Nghiên cứu này chính xác cho các dân tộc, giai tầng có các thói quen rèn luyện sức khỏe khác nhau. Nhiều thực nghiệm khác cũng rút ra kết luận tương đồng, trong đó có một tạp chí từng tiết lộ một báo cáo nghiên cứu với chủ đề "Tâm trạng xấu sinh ra chất độc" cho hay, ác niệm của con người chúng ta có thể dẫn tới những thay đổi về chất hóa học trong sinh lý, sẽ sinh ra một loại độc tố trong huyết dịch.
Khi con người ở trạng thái bình thường, hà hơi vào trong một cốc đá lạnh thì sẽ đọng lại một thứ vật chất trong suốt không màu. Còn khi con người ở trong trạng thái oán hận, giận dữ, khiếp sợ, đố kỵ, thì thứ vật thể đọng lại sẽ lần lượt cho ra những màu sắc khác nhau. Thông qua phân tích hóa học cho thấy, tư tưởng tiêu cực của con người sẽ khiến bên trong cơ thể người ấy sinh ra độc tố. Đó là lý do khoa học chứng minh tác dụng thiền định rất tuyệt vời. Việc này có thể sản sinh năng lượng siêu thường. Đó là khi năng lượng của chúng ta trở nên an lành không chỉ ở chính ta mà còn tỏa ra cả xung quanh. Một nghiên cứu về trạng thái kết tinh của nước nổi tiếng được ghi lại trong cuốn Thông điệp của nước của tác giả Masaru Emoto cũng đã cho thấy khái niệm thiện ác cũng tác động tới tự nhiên. Khi nước được tiếp xúc với yêu thương, từ bi, bác ái, hạnh phúc, thì các tinh thể của chúng đẹp lung linh. Nhưng khi nước tiếp xúc với những chê bai, phỉ báng, thù ghét thì cấu tạo của kết tinh nước lại xấu xí và còn bị phân tán không thể thành hình. Điều đáng nói là cơ thể của chúng ta có hơn 70% là nước. Điều này có nghĩa là những suy nghĩ tiêu cực hay tích cực của ta đều thay đổi tinh thể nước trong người mình, khiến nó trở nên lung linh hay biến dạng xấu xí. Vì thế, hãy cẩn thận với suy nghĩ của mình bạn nhé. Có thể thấy, những nghiên cứu khoa học này mang lại cảm giác chân thực hơn cho chúng ta nhận biết về vấn đề ác giả, ác báo, thiện ác hữu báo theo góc nhìn khoa học cho thấy đó là quy luật nền tảng, vận hành cho toàn bộ xã hội nhân loại. Các nhà khoa học cũng chứng minh rằng niềm tin và thiện ác hữu báo của cổ nhân hoàn toàn không phải là những mê muội mà lại là bản chất của sinh mệnh và vũ trụ.